này Thảo sẽ cùng chia sẻ với mọi người về cách chọn và mua sticker làm sao cho không bị lãng phí. Và ngoài ra thì Thảo cũng sẽ chia sẻ với mọi người về cách design của bộ móng này theo phong cách Hàn Quốc và một cái cách phong cách dán sticker mới nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện design một bộ móng theo phong cách mới một chút. Mình sẽ sơn liên kết và xin kìm dầu và liên kết như bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ hơ đèn và mình sẽ sơn lên đây là một lớp sơn màu nâu nha. Mọi người ơi, thì cái gần đây, cái trong video này Thảo sẽ mới biết một cái kỹ thuật, không phải kỹ thuật mới lắm mà một cái ứng dụng mới của sticker. Nó khá là xinh xắn luôn, tại các nước Hàn Quốc hiện nay đang nổi theo các cái món trang trí này. Thảo muốn chia sẻ luôn và chia sẻ ngay với mọi người đây. Đó, mọi người có sticker, tuy nhiên thì chưa chắc chúng ta đã dán sticker được cho nó tỏa sáng nhất có thể, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay mọi người hãy nhớ theo dõi hết video này nha. Ok, mình sẽ sơn các tông nâu phối màu ở đây. Sticker thì Thảo cũng đã chia sẻ khá là nhiều, nhưng trong video này sẽ chia sẻ chuyên sâu về sticker hơn. Thì sticker mọi người sẽ có rất nhiều bạn mua tùm lum tà la, thấy sticker nào là mình cũng nhặt. Ôi đẹp quá, xinh thế, cuối cùng về cũng không dùng. Có trường hợp đấy không? Cho Thảo biết những cánh tay của ai mua rất nhiều sticker mà không dùng cái này. Giơ tay lên nào, hãy giơ tay ở phần bình luận nhá. Thì bây giờ chúng ta mua sticker như thế nào? Mọi người hãy mua cho Thảo tất cả các cái sticker mà nó là thương hiệu ấy, thương hiệu hàng hiệu ấy, kiểu Givenchy, Chanel, Gucci, LV, vân vân, các hãng đó. Chứ còn mọi người tránh cái khi nào mà có trend Pepsi với cả Adidas thì chúng ta có thể mua cái sticker đấy về nhé. Chứ còn Thảo thấy bình thường nó cũng không trang trí mấy. Ngoài ra mọi người sẽ mua một loại nữa là sticker có chữ. Một là chữ mềm, hai là chữ cứng. Đấy, chữ mềm và chữ cứng dài dài một chút. Chứ mọi người đừng mua các cái chữ mà nó ngắn quá. Đấy, chữ mềm, chữ dài và chữ cứng đấy. Ba là sticker kiểu các con vật hình khối, tức là con vật hình khối, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng các cái sticker con vật đen trắng ấy mọi người, cho dễ phối nhá. Đấy là mấy loại sticker mọi người nên mua, mà mua là dùng là hết là phải mua tiếp. Ok, và ngón này sau khi mình sơn hai lớp xong, ở đây chúng ta sẽ dán lên nha. Đây là cái sticker nhà Thảo đây nha. Đó, sticker LV, nhưng mà mọi người mua cái loại dài dài như này này. Tức là trong đấy nó trộn ấy, không phải là một cái sticker nguyên cái dài như này đâu. Nó sẽ trộn các cái logo nhỏ hơn. Đó, mình dán nhá. Đó, các sticker khác có chữ này đều dán như này được mọi người nhá. Có phải bình thường mọi người hay dán ngang, dán dọc đúng không? Nhưng ít khi chúng ta biết là dán xéo như này xinh vô cùng luôn. Ok, cắt đi nè. Sau đó thì cái phần vừa cắt còn lại mình sẽ dán ở đây. Không nhất thiết là phải dán xéo bằng nhau nhé. Có thể một bên cao, một bên thấp cũng được, tùy mọi người. Tên tên. Ok. Rồi. Cũng cắt nó đi nha. Rồi. Nhớ là biết thật kỹ nha mọi người. Cái trường hợp sẽ có trường hợp nổ ấy. Kiểu mình sơn tốp xong mình hơ đèn rõ. Tôi đã hơ đèn rất là kỹ rồi, tôi sơn tốp rất là kỹ rồi, xong cái tự nhiên nó bị nổ. Nổ là như nào? Cái lớp tốp nó bị phồng rộp lên á mọi người, tức là bị nổ ấy, tức là do cái trắng, cái phần sticker chúng ta miết chưa kỹ đó. Ở đây thì mọi người sẽ có thể, nếu như muốn bền thì sơn lên một lớp, cho Thảo là một lớp cứng móng nha. Rồi, cứng móng ở đây nữa nha, để bảo vệ cái sticker này lâu bong đó. Ok, ở đây thì chúng ta sơn tốp lên xong rồi thì mọi người nhớ là sẽ phao đi nhá. Ở đây thì mình sẽ dùng các cái trang trí là đính rồi các thứ, kiểu vẽ viền nổi tráng gương lên đây nha.
người thấy xinh không? Tự nhiên kiểu cái ngón kia, ngón sticker bình thường mà mình chỉ gắn trơn trơn vậy, giờ nó trở nên phong cách không? Đó. Các trang trí nhân thầy hàn xẻng như thế này, thông thường chúng ta sẽ sử dụng các cái loại đá khối mọi người. Bình thường là mình sẽ hay sử dụng đính, nếu có đính ở đây thì mọi người sẽ sử dụng các cái loại đá khối chân bằng ấy, kiểu các cái hình khối xinh xinh ấy. Ở Hàn Quốc hay vậy lắm luôn. Mình sẽ theo phong cách Hàn, bộ móng theo phong cách Hàn thì Hàn cho chót nha. Chứ đang Hàn động tí sang Việt Nam thì cũng được thôi, tùy bộ mọi người phối nếu mọi người thấy đẹp và khách hàng yêu thích. Nhưng mà theo Thảo thấy thì nó sẽ hơi bị lệch một chút. Nếu mà làm theo phong cách Hàn hẳn ấy thì cho nó phong cách Hàn luôn cho nó chất. Rồi. Đây, đá chân bằng đây mọi người này. Không chỉ có cái nhỏ như này đâu nha, còn có rất là nhiều loại đá khối to nữa. Ở đây thì mình sẽ đính lên đây cái charm nha. Đây gọi là đính charm theo cái phong cách thuần gel. Thuần gel là như thế nào? Tại vì là thuần gel tức là không dùng đến bột. Bình thường mình đính cái này bột clear nha, siêu chắc luôn. Ai mà không động được đến liquid, kiểu chị ơi bị dị ứng các thứ ấy, thì thôi chúng ta thì dùng cái này. Nhưng mà tỷ lệ những ai dị ứng thì nó rất là ít, rất rất ít luôn. Đó. Ở ngón tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ viền nổi lên, nên là chúng ta sẽ lấy ra đây cái quen thuộc là gì mọi người biết không, là tóp giọt xương đó. Sau đó thì ở cái ngón mà có sticker LV kia mọi người nhớ hơ đèn luôn nha, tại vì là cái gel nó rất bị nhanh trôi đó. Vẽ lên nha, bình thường vẽ lên chân, bây giờ mình vẽ lên đầu móng nhá. Rồi sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn cái lớp này mình cũng hơ đèn nhanh thôi nhá, tại vì là cái gel này nó cũng sẽ bị chảy ra đó. Vì cơ bản của nó, bản chất của nó thì cũng vẫn là gel thôi. Gel nhưng mà có thành phần tốt nên là nó không có bị dính dính bắt bắt đâu. Rồi xong mình tráng gương lên. Thật sự luôn, đây là cách tráng gương không hề bị lem luôn, mà các Thảo hướng dẫn trên TikTok thì mọi người cứ bảo nó vẫn lem. Thật ra không biết mọi người dùng như nào, mọi người có thể hơ đèn chưa kỹ cái lớp liên kết, à lớp tốt, nó mới bị như vậy. Ở đây thì mình sẽ lau lớp gel đi rồi mọi người nhớ, lớp dính dính của gel ấy, sau đó sơn lên một lớp cứng móng nhá, để bảo vệ cái phần màu của charm, hoặc là không mọi người sơn tốp lên cũng được. Đấy, mọi người thấy không, cái charm này là charm kim loại. Mọi người Thảo hay chia sẻ với mọi người kiểu tránh cái đá ra ấy, còn charm kim loại không thì cứ sơn lên ấy. Tại vì kim loại mà màu vàng nguyên như này này thì sẽ có tình trạng là dẫn đến bị bay màu, bạc màu, phai màu đó. Thì là mình phải sơn lên bảo vệ nó. Mặc dù hai lớp này thì không bảo vệ được lâu đâu, có thể bảo vệ được một tuần. Thế nhưng mà còn hơn, vì khách hàng vừa mới đính charm, ôi rõ ràng tôi đính một cái charm cao cấp, thế nhưng mà về hai hôm thôi nó bạc mất rồi. Tôi chẳng hiểu cửa hàng các anh chị làm charm cao cấp kiểu gì đấy, kiểu kiểu vậy. Bởi vì khách hàng không hiểu được lắm đâu mọi người. Có những khách hàng kiểu họ tâm lý ấy, thì họ sẽ hiểu cho mình đấy. Còn có những khách hàng họ không hiểu đâu mọi người, nên là chúng ta cần chú ý nhá. Sau khi hơ đèn xong cái lớp cứng móng này rồi thì chúng ta sẽ có thể là sơn bên lớp bên cạnh, lớp cái ngón mà chúng ta vừa đắp vẽ gel nổi lên ý, cũng có thể sơn nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu sơn tốp nha. Bây giờ mới sơn tốp này để bảo vệ các bề mặt móng được tốt nhất. Mình sẽ dùng tốp để be kín phần chân đá này lại, vì chân đá này rất là nhỏ, nó cũng chỉ như kiểu chân đá tròn tròn ở khay thôi, nên là chúng ta đính lên nó cũng hở, không hở quá nhiều. Nhưng mọi người nhớ là be lại chân nó nha. Ok, và sơn tốt vào các ngón còn lại. Rất đơn giản đúng không mọi người? Chúng ta vừa thêm được một, bỏ túi được một cái cách làm sticker mới và cách để mua sticker làm sao. Dùng hết, dùng mua phát cái tiếp theo luôn chứ không phải mua về dùng bỏ đấy nhá. Rồi, lau đi nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng sáng đá để lau đi nhá. Ta-da, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm rồi đây. Đó, ở ngón trỏ, à ngón cái chúng ta cũng đính một viên đá khối chân bằng nhá. Một bộ móng đậm chất Hàn Quốc mà không cần vẽ vời lại còn vẫn là xinh nhá.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nghi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.